giảng tòa nhân sanh hạnh phúc làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp người giảng thầy giáo thái lệ húc số một tổ tiên xa xưa bốn 500 năm trăm năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên để tự quy ngày hai mươi tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn thành phố hải khẩu trung tâm dở lòng quốc học hiếu liêm 25 Các vị bằng hữu Xin chào mọi người Hôm qua chúng ta đã nói đến Trong thứ tự của việc học tập Một chút quan trọng thứ ba gọi là Thần tư Trong mối quan hệ ngũ luân Thì chúng ta làm thế nào để nói được viên mãn Làm thế nào để lợi ích Cho những người thân hữu bên cạnh chúng ta Lúc này thường thì cách làm của chúng ta đều phải nên suy nghĩ một cách cẩn thận cẩn thận mà đánh giá cho nên ngày hôm qua sau cùng nói đến việc một người phụ nữ vì sức khỏe của chồng mình mong muốn anh ăn ít thịt một chút ít ăn thịt thì có lợi đối với sức khỏe của mình hôm qua chúng ta cũng đã nói đến trong các loại thịt thì vật chất tính axit quá nhiều mà thể chất mang tính axit là nguồn căn của các loại bệnh mãn tính nhưng mà cũng không nên quá nóng vội hấp tấp thường nói là dục tóc tắt bất đạt vì vậy trước khi muốn thay đổi người khác bản thân trước tiên phải ổn định trở lại tâm của bạn có thể định thì bạn mới có thể xoay chuyển hoàn cảnh bạn mới không bị hoàn cảnh chuyển cho nên bất kỳ sự việc gì muốn thành tựu thì nhẫn nại là vô cùng quan trọng Thường nói là Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn Lúc trước chúng ta đã đề cập đến chữ nhẫn này Phải có thể nhẫn đến mức độ nào vậy? Xem cách hội ý của chữ nhẫn này Thì thấy phía trên Có một con dao phía dưới là trái tim Gắn lên quả tim của mình rồi Thì bạn có thể như như bất động Có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm như vậy Chúng tôi cũng đã nói con dao này Thật sự không phải là lấy con dao để lên trên cổ của bạn Mà khi chúng ta có ý tốt Như bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh Khi bị người ta bỉa mai chăm chọc Mà vẫn không quên được dự tính ban đầu của mình Không quên cái tâm vốn là muốn tốt cho họ Có thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục, ước hiếp Tiến tới mà thức tỉnh tâm hổ thẹn của họ Tiến tới thức tỉnh lương tri của họ cho nên đức thực là cần phải có công phu nhẫn nại. Mà công phu nhẫn nại này Khi nào thì bắt đầu luyện vậy Thời thời khắc khắc Khi nói chuyện Tiếp xúc qua lại với người khác Phải thường quán chiếu xem Tính khí nóng nảy của mình Có nổi lên hay không Ngạo mạn có nổi lên hay không Mất kiên nhẫn có nổi lên hay không Phải tu sửa từ trong khởi tâm động niệm Đây mới là phương pháp tu học tốt nhất Không chỉ trong mối quan hệ của ngũ luân mà cần chúng ta dùng phương pháp tốt nhất để dẫn dắt cho họ thậm chí là gặp phải người xa lạ chúng ta cũng phải dùng cái tâm chân thành để mà dẫn dắt người khác tôi nhớ có một lần tôi ở dưới lầu của trung tâm ở hải khẩu phía dưới lầu đó là một cái sân rất rộng trên sân có một ít giấy dụng có một ít rác tôi liền cúi xuống Nhặt số rác này Trong số người dân sống ở dưới tầng này Có một cô bé nhìn thấy Tôi đang nhặt rác như vậy Thì cứ đưa mắt nhìn tôi Cứ nhìn tôi như vậy Lúc này thì các gì sẽ làm thế nào Cô bé cũng không giúp bạn Cứ chầm chầm nhìn bạn làm Chúng tôi tâm bình khí hòa Lúc đó tôi vừa nhặt Vừa để ý ánh mắt Của cô bé Xem ra cô bé nhìn tôi cũng rất chăm chú Tôi nói với em Em gái à Em có thể giúp anh nhặt số rác ở đằng đó hay không Đúng lúc cũng nằm ở ngay chân của cô bé Có thể thấy được Cô bé có thói quen này hay không Cô bé không có thói quen này Kết quả là Cô bé nhặt lên Dù nhặt lên nhưng cô bé vẫn cứ cố nhìn tôi Kỳ thực trẻ nhỏ đều rất là chú ý đến cách nhìn của ai đối với chúng Là người lớn cho nên nếu bạn khẳng định chúng ở đâu thì chúng sẽ đi về hướng đó người làm cha mẹ người khác làm trưởng bối người khác đối với nguyên tắc làm người xử sự càng rõ ràng thì bạn liền có thể dẫn dắt con cái đi về phương hướng này khi cô bé nhặt lên và cứ nhìn vào tôi tôi liền mỉm cười với cô bé tôi nói cảm ơn em đã giúp anh bên cạnh cũng còn nữa vì có thể tiếp tục giúp anh được không nó liền nhặt đột nhiên bắt tay vào làm trong quá trình cô bé đi nhặt sau khi nhặt đầy một túi rác cô bé liền đi về phía nhà của bình đi vào rồi lại đi ra và cầm theo một túi đựng rác khác kết quả là đã nhặt đến túi thứ tư tôi thấy cô bé chuẩn bị đi vào nhà tiếp tôi liền nói được rồi hôm nay làm đến đây là được rồi vì đã nhặt rác ra đến tận đường lộ bên ngoài sân luôn rồi cho nên tôi nói được rồi hôm nay chỉ đến đây là được rồi nhìn thấy cô bé với bộ dạng muốn ngưng mà ngưng không được sau đó sau khi lên lầu bởi vì tôi dắt theo một bé trai đi nhặt rác cô bé này sau khi gia nhập thì đội ngũ của chúng tôi liền hùng hậu nhặt được bốn năm túi sau khi lên lầu chúng tôi nói muốn kịp thời công nhận khẳng định mà trẻ con với nhau thì rất dễ xây dựng hữu nghị Lập tức giao phó lại cho một bé trai Trong trung tâm của chúng tôi Đem một hộp nho khô của Tân Cương Xuống lầu cho cô bé Cho nên chúng ta dẫn dắt Người lạ cũng vậy Dẫn dắt những người hành thiện Ở bên cạnh chúng ta cũng vậy Phải có thể khéo dẫn dắt Từng bước một Chứ không thể quá hấp tấp dội dàng Bởi vì Con người đều có lòng hiếu thiện hiếu đức mà muốn dẫn phát tâm hiếu thiện hiếu đức của họ Thì tuyệt đối không thể ra lệnh đối với họ được Mà bạn phải diễn thuyết cho người trước Bạn phải làm cho họ xem Bạn phải diễn cho họ xem Họ sau khi xem xong rồi Thì tâm sanh quan hỷ Từ họ sẽ đi làm Cho nên rất nhiều giáo viên của chúng tôi Đều phải viết một quyển sách Là sách gì vậy? Gọi là Nhạc rác có thể tu thân tề gia trị quốc Bình thiên hạ trong mấy tháng nhặt rác của chúng tôi Chỉ tính câu chuyện về Việc nhặt rác thôi Thì cũng đã có gần 10 câu chuyện Tôi còn nhớ Khi tôi đến Bắc Kinh diễn giảng xong Thì đến Trường Thành Đi thăm Trường Thành một ngày Nhìn thấy một nhóm giáo viên Chúng tôi ở đó đi nhặt rác Bởi vì hai bên đường đều là rác trường thành là một trong những di sản văn hóa quan trọng nhất của trung hoa nơi đây có biết bao nhiêu người trên thế giới đến tham quan khi mà nơi này tạp loạn như vậy không những chúng ta đã không thúc đẩy được sự tôn nghiêm văn hóa mà còn làm mất mặt người trung hoa trong mắt bạn bè thế giới thế là sau khi tôi nhặt được một ít rác đột nhiên vị giáo viên bên cạnh tôi liền nói lúc nãy khi tôi nhặt rác thì có một người nước ngoài hướng ống kính về phía tôi và chụp hình tôi vì sao vậy chụp hình lại là đáng mừng mà cũng đáng thương họ vì sao lại chụp lại cảnh này bởi vì họ nghĩ rằng dường như sự việc như vậy ở đất nước trung quốc rất hiếm gặp cho nên việc nhặt rác có thể Giúp làm đẹp mặt tổ tiên Nhạc rác có thể thức tỉnh được Lương tri của rất nhiều người Có một lần Bốn người chúng tôi Đi trên một cái lan can Trên đường lan can này có rất nhiều câu chuyện Đều có liên quan đến việc nhặt rác Kết quả là bởi vì Hai người chúng tôi Tôi cùng thầy Lý đi cùng nhau phía trước Đi phía sau là hai vị nữ giáo viên Hai người chúng tôi nói đàn ông thì phải làm trước Liền nhặt rất nhiều rác Ở phía trước Việc nhặt rác này đúng lúc tan học Rất nhiều học sinh trung học ùa ừ, ra như ông dở tổ Trên tay cầm là những gì Trên tay thì một tay cầm đồ ăn Một tay thì lại cầm ly trà sữa trân châu Vừa đi vừa ăn Vừa đi vừa dứt rác đúng lúc khi chúng tôi đang nhặt rác đột nhiên phía đối diện có bốn năm em học sinh trung học đi tới kết quả là sau khi nhìn thấy chúng tôi nhặt rác thì đột nhiên dừng lại sau đó thì chúng nói thật hiếm thấy thật hiếm có chúng ở đó và cảm thấy sự việc này thật hiếm thấy cảm thấy việc này rất hiếm có rất khó gặp khi đó hai vị giáo viên nữ ở phía sau liền đi đến trước mặt và nói với chúng Cô nói các em cảm thấy hiếm gặp Dễ như nếu các em cùng nhau đến làm Cùng nhau đi nhặt Vậy thì sẽ không còn hiếm có Khó gặp nữa rồi Các em học sinh trung học này Nghe xong thì cũng cảm nhận được Có chỗ ngộ Gật gật đầu Nói đúng gì đúng vậy Đột nhiên chúng cũng liền cúi đầu xuống Và nhặt lên cái đầu lọc thuốc lá Cho nên khi chúng ta đích thực là Muốn được lợi sanh hành đạo Trong vô hình trung thì đã thức tỉnh được lương tri của rất nhiều người khác, thức tỉnh rất nhiều người có thiện tâm. Tôi còn nhớ có một lần đi leo núi là ngọn Nam Sơn ở Thẩm Quyến, trong lúc đi nhặt thì đến thực là rác rất nhiều. Chúng tôi cứ thấy một đường mà nhặt về phía trước. Khi muốn quay xuống núi, đột nhiên người bên cạnh tôi liền nói: người như vậy là người tốt. khi chúng tôi làm như vậy chúng tôi không dám nói là có thể khiến cho lần sau họ đi đến đây là và họ nhặt rác nhưng mà tôi xác định những người nhìn thấy chúng tôi nhặt rác này lần tới khi họ dứt rác trong khoảnh khắc đó chắc họ sẽ không dứt rác xuống mà họ sẽ đột nhiên liền lấy lên trở lại bởi vì họ không nhẫn tâm người ta thì đi lượm còn mình thì đi dứt làm ngược rồi cho nên có một đứa trẻ 5 tuổi tại Hải Khẩu Có một đứa trẻ Có một lần cùng cha đi chơi Khi đứa trẻ này ăn hết đồ ăn vặt Thì còn dư lại một que tre Đứa trẻ đó đưa tay lên định dứt Thì lập tức thu trở lại Rồi đứng một mình ở đó cười cho cậu bé quan sát thấy việc đó liền hỏi cậu bé Con đang cười chuyện gì Đứa trẻ đó rất ngại ngùng Mà không dám nói Tiếp đến người cha nói với nó Con nói ra cho cha nghe thử xem Đứa trẻ đó mới nói Nó nói là Vừa giơ tay ra như vậy thì đột nhiên nhớ lại thầy Thái Nói không được dứt rác lung tung Cho nên lập tức giật tay trở lại Tức là nó cảm thấy rất ngại ngùng Cho nên đích thực là chúng ta khuyên người khác Đừng vì chuyện thiện nhỏ mà không làm Đừng vì việc ác nhỏ mà làm Khi có rất nhiều chuyện sai lầm chúng ta là người làm thầy người làm cha mẹ lại đều nói là không có gì không sao đâu đến trễ không sao đâu vứt miếng rác không sao vậy tích tiểu ác sẽ thành đại ác cho nên phải thận tư thận tư có thể thành tựu đức hạnh cho trẻ thì tuyệt đối đều là từ việc thiện nhỏ mà làm từ việc ác nhỏ mà thay đổi đây mới là phương pháp chính xác cho nên đừng gì Việc thiện nhỏ mà làm Từ trong cuộc sống của chúng ta Những việc nhỏ nhặt dụng vặt Đều phải làm tấm gương cho trẻ nhỏ Thậm chí là làm tấm gương cho công nhân viên Từ những điều nhỏ nhặt đó Khiến cho những người bên cạnh Đề khởi được cái tâm hiếu thiện hiếu đức này Tôi ở tại Thẩm Quyến Gặp được một vị trưởng giả Ông đã 70 tuổi rồi vào lúc đó tôi đi thúc đẩy văn hóa truyền thống Mới khoảng chừng được hơn 4 tháng Lúc đó vẫn còn non trẻ lắm Đúng lúc tôi đang diễn giảng ở thẩm quyến Cũng xác nhận rằng Con người với nhau là một loại duyên phận Lần trước vị thầy giáo tên là Lý Truyền Quân của chúng ta Thầy và vị trưởng giả này Trong cùng một ngày Ba chúng tôi quen biết nhau Vào lúc hôm đó tôi ở tại thẩm quyến Luân phiên diễn giảng tiết cuối cùng trong 8 tiết Thầy lý này thì giảng ở tiết thứ bảy Bởi vì đúng lúc khu Long Cảng mời thầy ấy đến làm người bình thẩm Tư pháp của thầy viết rất đẹp Thầy trong thời gian mấy năm tham gia cuộc thi Năm năm tổ chức một lần Liên tục được giải Trong 10 năm tổ chức Hai lần thì thầy cũng được hai lần được giải Cho nên lão sư của thầy đã nói Tất cả những người trong giới thư pháp Cho dù tập thêm thành tích 10 năm nữa Cũng không thể vượt qua được thầy Mà lời giáo giới lão sư đã dạy cho thầy đó là Chỉ cần con không có đức hạnh Thì là ta đã hại con Cho nên thầy ấy vẫn luôn cẩn thận ghi nhớ lời nhắc nhở này của thầy mình Là một người vô cùng khiêm cung Vì vậy học trò cũng là rất tận tâm, tận lực Rất nhiều đều là dạy học không công Cho nên hiện tại trên người thầy Cũng không có được tiền như giả gì Khi thầy và tôi gặp nhau Thì cũng là một duyên phần Vô cùng đặc biệt Bởi vì thiết giảng thứ bảy là của thầy Thầy đi đảm nhiệm vai trò bình thẩm Kết quả nhìn thấy rất nhiều thư pháp Nhất định không phải là của trẻ nhỏ viết tuyệt đối là có người giết thay sau khi thầy xem xong cảm thấy việc này không phải là việc bình thường phải có trách nhiệm làm cho tốt việc này cho nên thầy lập tức đi tìm ban tổ chức nói với họ là những bài này tuyệt đối là người giết thay rồi nếu như vấn đề này mà cho qua thì giới tư pháp đều là giả cả cho nên ông nói chỉ cần là giết thay thì hết thảy đều không chấp nhận bởi vì ông có quyết tâm như vậy Cho nên hôm đó làm xong rất trễ Kết quả là khi dội vàng chạy đến thẩm quyến Khi đó chúng tôi đã kết thúc rồi Đến hôm sau là tiết thứ 8 Thầy cũng vẫn rất vất vả Rất bận rộn Cho nên trên đường đi thầy luôn cầu nguyện Hy vọng hôm nay có thể kịp thời đến buổi giảng Kết quả là thầy nói xe của thầy vượt qua Rất nhiều xe Thay đổi bốn chiếc xe cứ 15 phút là một chiếc cho nên thầy đã vượt trong bao nhiêu thời gian vậy chỉ là một giờ đồng hồ thì đã đến nơi kết quả là khi đến kịp thì đã cùng với vị trưởng giả quen biết tôi trong một ngày ba người chúng tôi mới gặp đã thân đến hôm sau chúng tôi cùng nhau đi leo núi mà vì thầy lý truyền quân này hôm đó mỗi tối không về nhà đến ở cùng với tôi hai người chúng tôi vừa gặp nhau đã thân đương nhiên không phải như vừa gặp đã yêu đâu thầy và tôi gặp nhau nói chuyện được một chút thì tôi đã rất cảm động thầy nói tôi hiện tại thư pháp có thể không cần viết nữa nhưng học vấn thánh hiền thì không thể không học tôi có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng về thư pháp tôi nhất định phải nâng cao sự tu dưỡng của chính mình bởi vì trình độ nghệ thuật của tôi nếu muốn có thể tiến thêm một bậc Thì duy chỉ có tâm tánh của tôi nâng cao lên một bậc Khi tôi đem những quyển sách về giáo dục đạo đức tặng cho thầy Bên trong có hơn 700 câu chuyện hành trì Mẫu mực của Thánh Hiền Nhân Khi tôi tặng cho thầy Thầy liền quỳ cả hai đầu gói xuống đất Khiến tôi giật cả mình Tôi nói thầy đừng làm vậy Thầy nói sách như vậy Thì phải tiếp nhận một cách chí thành cung kính chứ Hôm sau, tôi cùng vị lão trưởng giả và thầy Lý Truyền Quân cùng đi leo núi Nam Sơn. Trong khi leo lên núi thì thầy Lý đích thân chấp bút hướng dẫn cho chúng tôi. Thầy nói thư pháp có hai động tác, lúc nào đó thì cần phải nhấc lên, lúc nào đó thì cần phải ấn xuống. Mấu chốt là ở ấn và thả. Kỳ thực đạo lý chí thâm cũng là đạo lý chí đơn giản, mà lúc nào thì nên nâng lên, lúc nào thì cần phải bỏ xuống cũng giống như đạo lý làm người trong cuộc đời vậy. Nếu lấy lên được thì phải bỏ xuống được. Cho nên bất kỳ nghệ năng nào thì cũng là điều nâng cao tâm tánh tu dưỡng. Tâm không định xuống được thì tư pháp tuyệt đối không thể giết tốt được. Tâm mà không tịnh lại được thì sự việc sẽ không làm tốt được. Cho nên đó là lý do vì sao người xưa lợi dụng những nghệ thuật này để mà hung đúc tánh tình của họ. Cái đạo lý ở trong đó bạn nhất định phải hỏi cho đúng người. Phải hỏi người đã thật sự khế nhập cảnh giới thì bạn sẽ rất có thu hoạch. Mà ngày hôm đó chúng tôi cũng tiếp tục nhặt rác hai bên đường. Kết quả là vị trưởng giả 70 tuổi này nhìn thấy rất hoan hỷ cũng tùy hỷ công đức đối với chúng tôi liền chung tay góp sức ông nhặt rất là hăng hái Đi vượt lên trước chúng tôi có một việc mà tôi nhìn thấy rất cảm động vị trưởng giả này nhìn thấy một chiếc giày chiếc giày này chỉ nhìn thấy được đế giày mà thôi phần còn lại đều đã bị chôn vùi dưới đất thế là ông đã kéo nó lên khi tôi nhìn thấy chiếc giày được kéo lên cảm động đến sắp rơi nước mắt ông luôn làm tấm gương cho chúng tôi xem khi nghe một điều thiện Thì liền ghi lòng tạc giả Nghe điều thiện thì để ở trong lòng Làm cho thật triệt để Chúng tôi đều thấy mình không bằng ông Sau đó khi vượt qua nơi chúng tôi đậu xe Ông vẫn tiếp tục đi về phía trước Tiếp tục nhặt Nhặt ra đến đường lộ Rồi đứng đó đợi chúng tôi Chúng tôi mới thông thả cho xe chạy đến Đón ông cụ lên xe cho nên hành thiện thì phải triệt để Chúng tôi nhìn thấy vị trưởng giả này Đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng tôi Đích thực là một người có thể nâng cao sự tu dưỡng Một người có thể lợi ích người khác Lợi ích xã hội Tuyệt đối không phải là làm chuyện xa vời Mà là bắt đầu làm từ những việc thiện hành nhỏ Cho nên làm việc phải tuần tự Từ thấp lên cao Từ gần đến xa Nhất định phải từ nơi thấp Từ nơi gần mà bắt đầu Từng bước từng bước một mà đi Vì này đáng để chúng ta Thận tư Nâng cao sự tu dưỡng như thế nào Giáo dục trẻ nhỏ như thế nào Làm sao để dẫn dắt những người bên cạnh Bằng từ việc tu thân Từ chính mình mà làm Vừa mới nói đến vấn đề thư pháp Vấn đề nghệ thuật Chúng ta cũng phải thận tư một chút Hiện tại phụ huynh Bắt con cái nhòi nhét Rất là nhiều thứ Xin hỏi hiệu quả rốt cuộc như thế nào Hiện tại rất nhiều phụ huynh Làm việc gì cũng đều không có thận tư đều không có suy nghĩ kỹ càng dường như đều là làm một sự bàn giao cha mẹ người khác đã làm rồi ta cũng đã làm rồi tôi đã bàn giao rồi thế là chúng ta đã dạy ra một thế hệ con cháu mà chúng làm việc đều là sự bàn giao của bạn con đi học đều là vì cha mẹ mà đi học con làm việc này đã làm rồi nhưng mà chúng lại không có suy nghĩ mà mình làm rồi kết quả có tốt hay không có đạt được mục tiêu hay là không cho nên rất nhiều phụ huynh Đã dùng tiền bạc Để làm công việc bằng giao Cho nên con trẻ Chúng cũng sẽ luôn bằng mặt Mà không bằng lòng Cho nên vấn đề không nằm ở trẻ nhỏ Mà vấn đề là Nằm ở người lớn chúng ta Trong một thời gian ngắn Mà bắt chúng học nhiều như vậy Không những bạn đã tiêu tốn một đống tiền Mà hiệu quả trên đứa trẻ là tuyệt đối là không được tốt cho lắm bởi vì học chi đạo Đạo lý của việc học tập quý ở chuyên chú Sau khi có định tánh Thì chúng mới có thể nâng cao cảnh giới Người hiện nay chứa ngại lớn nhất của việc học tập Là đã học tập rồi Tham học quá nhiều Cho nên lễ ký Học ký biên chuyên môn nghiên cứu thảo luận học tập Trong đó có một câu nói Tạp thí nhi bất tôn tác hoại Loạn nhi bất tu Bằng bỗng chốc cho chúng học tạp Cho chúng học rất nhiều thứ Thì tâm của chúng sẽ tán loạn Tâm đều tán loạn rồi Thì làm sao có thể thâm nhập vào một môn học vấn Và kỹ năng nghệ thuật chứ Cho nên trẻ con hiện tại học tập nhiều như vậy Học đến sau cùng Lại hận cha mẹ Thật sự không thích cách cha mẹ sắp xếp từng ly từng tí cho chúng Ngay cả tâm cũng không quan nghĩ Cũng đều có oán hận Chúng sẽ học được tốt các kỹ năng nghệ thuật hay không Khổng tử nói Hảo chi giả bất như là chi giả Chúng làm những việc này mà là quan hỷ đi làm Thì bằng dù không hối thúc thì chúng cũng sẽ trực tiếp Tiếp tục thâm nhập cũng giống như chúng ta chân thật Để hiểu rõ chỗ tốt đẹp của học vấn Đối với bản thân Thì cần gì đến cha mẹ thầy cô Ở bên cạnh đốc thuốc đâu chứ Không thể chứ vậy Cho nên khi chúng có sự chuyên chú Khi chúng có thể thể hội được Sự trưởng thành của bản thân Sự đột phá của bản thân Sự quan hỷ của chúng sẽ khởi lên Kỳ thực là Vẫn cứ phải dũng mạnh Tinh tấn Mà học tập thì mới có thể không ngừng nâng cao năng lực của chính mình Chúng ta có nhắc đến Thái đẩu trong thư pháp Là lão tiên sinh khải công Hiện tại ông không những là Người cao tuổi khoảng 70 Vẫn còn đang làm một công việc xem rất là ngốc Đó là tu chữ Đem những chữ thư pháp rất nổi tiếng ra Để ở phía dưới dùng tấm kiến cách ly và bắt đầu tôi lại từng chút từng chút một Sợ rằng bản thân vẫn còn có một chút ý của riêng mình Sẽ không có cách nào để kế nhập vào trong Bút pháp của Vương Hy Chi Âu Dương Tuần những vị cao nhân này Cho nên đã buông xả chính mình Rất nhiều người cầu giáo đều đến nói với ông Tôi mỗi ngày Luyện mấy dạng chữ Luyện mà giấy xếp thành từng chồng Rất là nỗ lực Nhưng mà Khải Công Lão Thiên Sinh đã nói với họ các vị luyện viết chữ mẫu nhiều như vậy Mỗi ngày luyện nhiều loại chữ mẫu khác nhau Chữ không như nhau Giống như tập bắn vậy Bắn một dạng phát cũng không trúng một phát nào Còn tôi bắn một phát thì trúng một phát Cho nên một phát này Còn hiệu quả hơn Bạn bắn một dạng phát Cho nên bạn phải định trở lại Không nên tham nhiều Không nên học tạp cho nên thầy lý truyền quân nói khi thầy tô phỏng theo chữ mẫu mỗi ngày chỉ học tô một chữ mà thôi cho nên con người hiện tại muốn nâng cao học vấn nâng cao tài năng thì nhất định phải đi theo con đường cũ nếu không thì không thể khế nhập được bởi vì cách nghĩ riêng của mình nhiều quá rồi cho nên rất nhiều nghệ thuật cao thâm của trung hoa hiện tại đang dần sắp bị mất đi từng chút một bởi vì học tập hiện tại đều chú trọng đến việc mỗi lần học rất nhiều thứ thế là không có cách nào khế nhập được những công phu chân thật này mà những trưởng giả thật sự có tâm muốn dẫn dắt mà người trẻ của chúng ta hiện nay thì thế nào thì không chịu cực khổ được thế nên chúng ta đều cảm thấy thật hổ thẹn Hy vọng các vị Những người có chí hướng với việc kế thừa Những vấn đề nghệ thuật này của Trung Hoa Thì phải có thể chịu được khổ Chúng tôi nói chịu đựng được Thì khổ một chút thôi Còn không chịu khổ được Thì khổ cả một đời Cho nên đích thực là Khi chúng ta học 3 năm, 5 năm Thì phải chân thật chịu khổ để mà học Thật sự đối với thói quen xấu của chính mình Thì phải đuổi cùng Giết tận Dần dần khi bạn đi đường Thì sẽ cảm thấy bước chân này ngày càng Càng nhẹ nhàng hơn Dần dần thể hội được Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Vui sướng lên pháp hỷ lên Kỳ thực mà nói Việc học xong Chân thật là một niềm vui Chúng tôi làm xong quá trình dạy năm ngày này Có một vị giáo viên đến nói với chúng tôi Thầy Thái à quá trình của các vị Là đồ dùng để hóa trang tốt nhất Vì sao vậy Mỗi ngày đi đến học Thì mỗi người đều có khí sắc khác nhau Giống dĩ là gương mặt khắc khổ Sau khi lên lớp học được 2-3 ngày Thì tươi cười rạng rỡ Nhìn thấy người khác đều cúi đầu Chào 90 độ Nhìn thấy dáng dễ như vậy Thật khiến cho người ta thấy tinh thần thoải mái sắc mặt đều tư nhuận cho nên nói chúng tôi là người trang điểm giỏi nhất các vị bằng hữu đồ trang điểm tốt nhất chính là nụ cười đồ trang điểm tốt nhất chính là sự chân thành đối với người khác chúng ta quan sát trở lại đích thực là mỗi một người học xong đều rất là vui vẻ cho nên có một câu nói núi sách có đường siêng năng sẽ tìm được đường biển học vô bờ khổ luyện sẽ làm thuyền Tư sơn hữu lộ cần di kính Phải nhờ vào sự phấn đấu của chúng ta Thì mới có thể tìm được con đường tốt để đi Học hải vô nhai khổ tác châu Kỳ thật Sau khi chúng ta đã học rồi Câu nói này có thể sửa một chút Học hải vô nhai Lạc tác châu các vị bằng hữu Mấy ngày nay chúng ta học tập Có khổ hay không vậy? Không khổ Tâm an lý đắc Cầu học vấn là niềm vui chân thật Cho nên chúng ta có thể thể hội được Vì sao mà nhan uyên Một ống cơm Một gáo nước Sống trong hẻm nhỏ Người khác không thấy gì là vui Hầu hết mọi người nhìn thấy cuộc sống vật chất như vậy Đều cảm thấy không thể nào sống nổi Nhưng mà cũng không thay đổi niềm vui đó Nhan Uyên đã chân thật Thâm nhập vào được niềm vui của cậu học vấn Mỗi ngày suy nghĩ ta có thể Tôn kính làm theo những giáo huấn của khổng vô tử Lập thân hành đạo nên đã vui Lập thân hành đạo có thể báo ân Mỗi ngày đều sống qua một cách vô cùng vui sướng Một người cầu học vấn vì sao lại khổ Khi một người cầu học vấn lúc nào cũng suy nghĩ Ta vì sao phải thi đậu trạng nguyên Giờ lúc đó danh văn lợi dưỡng đều đến rồi ta mới có thể cưỡi ngựa mà cảm thấy oai phong họ nếu như có cái động cơ đó họ sẽ có việc cầu không được mà cảm thấy khổ mà chúng ta cầu học vấn chính là vì nâng cao đức hạnh cho chính mình tiếp đến là lợi ích người khác lợi ích cho cộng đồng khi chúng ta ra sức làm thì chính là một niềm vui cho nên thật sự khi chúng ta có tấm lòng muốn đi kế thừa đạo đức văn hóa truyền thống kế thừa kỹ năng nghệ thuật dù rèn luyện như thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ cam tâm chấp nhận cho nên việc này phải thận tư việc cầu học vấn đích thực là phải có thể chuyên chú phải có thể nhất môn thâm nhập thì mới có thể thâm nhập vào trong tinh túy của nó cho nên các vị bằng hữu không nên tham nhiều không thể học tạp chúng ta phải ở trong rất nhiều giá trị quan mà thận trọng suy nghĩ đối với rất nhiều cách nghĩ cách nhìn của thế gian bạn không thể nào chấp nhận tất cả bởi vì hiện tại trong xã hội những quan niệm tưởng đúng mà lại sai thì quá nhiều quá nhiều bạn có cách nào suy nghĩ cẩn thận để phân biệt được rõ ràng sự đúng sai hay không mà lợi hại của câu nói này thì bạn có cách nào để mà phân biệt được rõ ràng hay không câu nói này không tốt bạn cũng không phân biệt được bạn lại đem câu nói không đúng này đem đi nói với người khác đem đi khuyên người ta vậy thì bạn đã làm sai rồi cho nên nghe lời của người khác không thể tùy tiện nghe rồi tùy tiện truyền bá mà phải suy nghĩ lại câu nói này khi người khác nghe xong thì có hiểu lầm người ta hay không Trong đó có một câu nói Người không vì mình Trời tru đất diệt Câu nói này đúng hay không vậy? Phải suy nghĩ cẩn thận Câu nói này rất nhiều người dùng Chúng tôi thường hay nghe thấy Rất nhiều nhà doanh nghiệp Đã tiếp xúc với tôi Hoặc giả một số bằng hữu họ nói các vị làm việc tốt thì chúng tôi cũng rất quan hỷ Để chúng tôi khi đã dựng nên đại sự nghiệp rồi kiếm được nhiều tiền rồi Thì chúng tôi nhất định Sẽ đến giúp đỡ các vị Sau khi các vị nghe xong Thì cảm thấy thế nào Rất nhiều người sẽ cảm thấy vui Bạn xem họ cũng tán động Kỳ thực nếu chúng tôi nghe rồi Thì đều cảm thấy họ vẫn là chưa thật sự thể hội được Tính cấp bách của việc hành thiện Tính trọng yếu của hành thiện Trách nhiệm xã hội của việc hành thiện Khi họ thật sự thể hội được việc nên tận một phần tâm lực Thì ngay lúc đó phải làm ngay họ còn chờ đợi cái ngày kiếm được nhiều tiền gì nữa cho nên có rất nhiều người đều bị những lời hoa ngôn xảo ngữ này đánh lừa người thật sự tán đồng thì ngay lúc đó học vấn tốt đến như vậy ta nhất định phải lợi ích cho công nhân viên của chúng ta làm gì phải đợi đến khi kiếm được nhiều tiền cho nên liền hiểu được sự nhận biết của họ đó là người khác là người khác ta là ta ta tốt trước cái đã rồi hãy tính kỳ thực bản thân mình và người khác là không thể tách lìa lợi ích người khác chính là lợi ích chính mình cho nên người không vì mình thì người người sẽ vì mình ta vì mọi người thì mọi người sẽ vì ta đây mới là chân lý chứ cho nên quốc bảo của singapore là cư sĩ hứa triết niệm niệm đều không vì mình bắt đầu từ khi còn rất trẻ bà là người triều sáng đã giúp đỡ rất nhiều người sau đó do tuổi đã cao nên bà đi học làm y tá cũng đã học một trường ở anh tiếp nhận bà cho nên rất nhiều chướng ngại đều không phải là ở bên ngoài khi một người có tâm chân thành được khởi lên thì tất cả chướng ngại đều được quá giải hết thật vậy tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc bởi vì lúc đó khi mới bắt đầu tôi phải đi đến Úc Châu cầu học. Trên thực tế thì tôi chưa đủ tư cách để đi. Vì sao vậy? Bởi vì dựa theo quy định, nhất định phải tham gia từ đầu tới cuối thì mới có thể ghi danh. Nhưng mà tôi thì không được bởi vì tôi cần phải dẫn dắt lớp của mình cho đến khi tốt nghiệp thì tôi mới được đi học. Vì vậy tôi liền tự nhủ với chính mình, nhất định phải dẫn dắt đến cuối cùng rồi hãy nói, đây là trách nhiệm của tôi đối với học trò. Cho nên sau đó Tôi cũng không có cách nào để đi Tôi chỉ có thể ở tại học viện tịnh tông học hội dưới chân núi Ở nơi đây cầu học trước Có thể bước vào học tập quá trình chính quy được Nhưng mà khi tôi còn chưa đi Thì ở Úc Châu có một người bạn thân của tôi Người bạn tốt này vẫn là muốn tôi phải nhanh chóng Toàn tâm toàn ý đi quần dương văn hóa truyền thống Tôi vốn là muốn nói sau hai năm nữa thì sẽ bắt đầu toàn tâm toàn ý. Anh nói không được, bây giờ tôi phải xin nghỉ việc. Những là nhờ anh đẩy cho tôi một cái. Kết quả may mắn đến như vậy. Anh đi đến Úc Châu trước tôi. Gặp tổng cán sự và nói với họ, bảo với họ phải phá lệ mà cho tôi vào học. Cho nên các vị xem, chúng tôi dùng tâm chân thành, cũng không phải vì mục đích riêng gì. Thì đã có người giúp bạn mở lối. Kết quả là Kỳ học khi đó Chỉ có hai người được phá lệ Một trong số đó là Chú Lư Tôi liền xin họ Vì có một vị thầy văn hóa truyền thống rất cay Để xin cho một trưởng giả Có thể chỉ dẫn cho tôi từng ly từng tí Ở trong cuộc sống Nếu không thì chúng tôi cũng không có cách nào bắt đầu Kết quả là sau khi xin như vậy thì tất cả đều được mãn nguyện các vị bằng hữu Chúng ta làm việc chướng ngại không nằm ở bên ngoài Chướng ngại là bởi tâm của chúng ta không đủ thành tâm Chí thành như thần Giáo huấn ở trong trung dung Thần là gì? Bên phải chữ thần là chữ thân Có nghĩa là thông Tâm chân thành hiện tiền Rất nhiều chướng ngại sẽ tự nhiên thông suốt Chí thành có thể cảm thông cư sĩ hứa triết bởi vì có tâm chân thành cho nên người ta đã phá lệ bà lớn tuổi như vậy mà người ta vẫn cho bà đến học sau khi học xong bà lại đi đến paraguay ở châu mỹ cuộc sống bên đó rất là tệ bà ở nơi đó mấy mươi năm giúp người ta chăm trẻ dạy dỗ trẻ con giúp người chăm sóc những người bệnh đau mấy mươi năm như vậy mà khi bà thật sự làm như vậy thì xin hỏi người dân ở khu vực đó đối với bà thái độ sẽ như thế nào là cảm tạ bội phục bà từ tận đáy lòng cho nên bà chỉ cần đi đến nơi đó chỉ cần nêu ra tên của bà hứa triết bằng tiếng anh thì không ai không biết không ai không rõ xin hỏi là bà có dùng tiền để làm hay không bà có dùng quyền hay không bà có dùng vũ lực hay không hoàn toàn không có đều là dùng tâm chân thành ta vì mọi người mọi người vì ta cho nên cư sĩ hứa triết trở về singapore bà nói trước giờ bà chưa từng đi mua thức ăn vì sao vậy bởi vì người người vì bà cuộc đời của bà hứa triết đã ấn chứng chân tướng của kinh điển đó là thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân Yêu thương người thường được người yêu lại Kính trọng người thường được người kính lại Cho nên chúng ta đối diện với rất nhiều những lý luận Dường như là đúng nhưng mà lại sai Của thế gian Bạn không thể nào để cho nó Dắt lầm đường lạc lối Bạn vẫn là phải tuân thủ giáo huấn của Thánh Hiền Khi chúng ta không có cách nào để phân biệt thị phi Thiện ác mà không cần phải nóng vội Bởi vì chúng ta có kinh điển của Lão Tổ Tông để lại y chiếu kinh điển thì sẽ không sai bởi vì chúng ta hiện tại phải thận tư như thế nào phải phân biệt như thế nào nhất định phải tùy thuận theo giáo hướng của thánh hiền nhân thì bạn sẽ hiểu được suy nghĩ cẩn thận phân biệt rõ ràng tứ cố toàn thư thì chắc cần đến một xe tải tới chở bạn mà xem nó đọc từ đầu đến cuối thì phải đọc tới bao giờ bạn xem cả đời cũng chưa chắc đã xem xong cho nên Cần phải nắm được cương lĩnh Cương lĩnh gì vậy? Đệ tử quy Chính là cương lĩnh Lập tức khiến cho bạn luôn luôn hiểu được Suy nghĩ cẩn thận Phân biệt rõ ràng Hiện tại người thế gian trong đầu Khó buông bỏ nhất chính là Họ cảm thấy nhất định Phải tổn người Thì mới lợi mình Lợi người thì hình như là mình sẽ bị thiệt thòi người hiện nay rất là sợ bị thiệt thòi không bị thiệt thòi thì chính là thiệt thòi cả đời bị thiệt thòi thì hạnh phúc cuối đời mới nhiều được chúng ta thường nói người khác nợ bạn thì trời sẽ trả cho bạn chứ trời trả cho bạn ở đây không phải là từ trên trời rơi xuống vàng bạc tiền tài cho bạn mà ở đây là thiên lý là thiên đạo Phước phần của bạn nhất định sẽ từ từ hiện tiền Cho nên bà hứa triết có một lần được phỏng vấn Bà đã nói một câu Chúng tôi rất cảm động Phóng viên hỏi bà Bà không chăm lo cho bản thân Vậy thì ai chăm lo cho bà Bà hứa triết không cần phải suy nghĩ Liền trả lời tôi không cần chăm sóc cho bản thân tôi Ông trời sẽ chăm sóc cho tôi Chúng tôi nghe xong mà cảm động rất sâu sắc cho nên khi chúng tôi mở đĩa xem VCD về bà hứa triết Một số thầy cô giáo đã khóc nước mắt rồng rồng Kỳ thực Đó đều là những giọt nước mắt cảm động Tôi cũng thể hội được Trong giọt nước mắt của họ Nội tâm của họ cũng đang ở đó cảm thán Làm người phải nên như vậy Thì mới có ý gì Nó thực sự là niềm vui Của việc làm người có một số người nghe xong thì cười to ha ha cảm thấy giá trị quan của bà hứa triết nhưng sinh quan của bà thật sự là vô cùng đáng để cho chúng ta học tập noi theo cho nên hứa triết bà đã nói các vị ăn một bữa và nấu nướng mấy giờ đồng hồ thật là phiền phức tôi thì trực tiếp ăn luôn những thức ăn này có thể trụng sơ nước sôi là được rồi các vị thì phải nấu mấy giờ đồng hồ sau khi ăn xong còn phải rửa nữa còn phải lau chùi một đống đồ dùng sau khi ăn xong thì đầu óc lại căng thẳng lại nằm lăn ra ngủ cao buổi trời như vậy thật là quá lãng phí thời gian tôi thì không lãng phí thời gian ăn uống đơn giản tinh thần sảng khoái chúng ta nấu nướng càng phức tạp thì các yếu tố dinh dưỡng đều biến mất hết cho nên các vị bằng hữu khi mà các vị dùng nhiệt độ cao để xào rau rau vừa đổ vào xì một phát thì vitamin b và vitamin c sẽ bay lên và nói với bạn tạm biệt nha tôi đi đây các chị có nhìn thấy điều đó hay không vậy cho nên phương pháp càng phức tạp thì chưa chắc là bạn có thể thật sự hấp thu được dinh dưỡng người hiện tại quá thông minh mà thông minh quá thì bị thông minh hại hiện tại người có sức khỏe không tốt ngày một tăng lên cho nên phải suy nghĩ cẩn thận cái gì mới là lẽ lý chính xác người không học thì không biết nhất định phải học hành cho tốt thì mới được từ những thánh hiền nhân này từ những người có đức hạnh này chúng ta có thể hiểu được lợi người thì tuyệt đối cũng lợi mình cho nên họ cái gì cũng không bị thiệt thòi Bà hứa triết không bị thiếu thốn gì Đã vậy là bà 106 tuổi mà sức khỏe lại không thể khỏe hơn được nữa Bà cũng đã ứng chứng việc thánh nhân đã nói Bố thí vô ý Thì được khỏe mạnh sống lâu Bố thí vô ý chính là lúc nào cũng suy nghĩ thay cho người khác Khiến họ không bị sợ hãi, khủng hoảng Đây gọi là bố thí vô ý Không chỉ đối với người không để người ta bị sợ hãi khủng hoảng Mà đối với dạng vật Họ đều là có một tấm lòng yêu thương Đều sẽ không tàn hại chúng Cho nên các vị bạn hữu Chúng ta bố thí vô ý với người khác Thì bắt đầu từ đâu vậy Từ mỗi lời nói hành động nhấc tay dơ chân Đều không để ai phải đau khổ Hãy để cho người ta Sanh quan hỷ Đó là bạn đã bố thí vô ý rồi cho nên từ ngôn ngữ của chúng ta Không nên nói ra lời cay độc Mà phải nói lời thơm ngát như hoa sen Lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thơm mát Khiến người cảm thấy hoan hỷ Đó là bạn đang ngày ngày làm bố thí vô ý Vì thì bạn sẽ khỏe mạnh sống lâu Bà hứa tuyết khi còn ở trong thai đã ăn chay rồi Mẹ của bà hãy ăn thịt cá Thì sẽ nôn ra hết Ăn chay lúc mang thai Cho nên bà từ trong thai đã ăn chay mãi cho đến bây giờ Không những là Bà đã không kết cái duyên Không tốt với chúng sanh Bởi vì chúng ta ăn thì người ta lại tiếp tục giết mổ Có một câu cửa miệng Của người độ tệ giết heo thế này Heo à, heo à Mày đừng trách Trước khi họ giết con heo thì nói với nó Heo à, heo à Mày đừng trách tao Mày là món ăn của thế gian Người ta không ăn thì ta không có giết Mày có đòi nợ Thì hãy đi tìm họ đi Cho nên nếu chúng ta không ăn Dần dần sẽ giảm thiểu đi số lượng những sinh linh bị độ tháng này Giảm đi số bằng những sinh linh bị giết mổ Cho nên đây cũng là Bố thí vô ý Mà lúc nào cũng khiến người khác quan hỷ không đau khổ Vì vậy mà Thọ mạng của bà vô cùng thọ Hiện tại Đã 106 tuổi rồi Chúng ta hãy suy nghĩ một chút Trong lịch sử Có thể thường xuyên làm việc Lạc thiện hảo thí Xây cầu đắp đường Thậm chí là mua vật phóng xanh Những vị trưởng giả Những vị viên ngoại này thì thọ mạng của họ rất là dài sống thọ và chết yên bình ở tại nhà đều là nằm xuống chết nhẹ nhàng không đau bệnh không đau ốm các vị bằng hữu xung quanh các vị trong mấy tháng gần đây thì có nghe được người nào không bệnh mà chết hay không có hay không Dường như là không nghe nói đến Vì sao vậy? Không nghe được có ai đó chết nhẹ nhàng Không đau bệnh Chỉ là kết quả Rốt cuộc thì con người hiện tại đã trồng cái nhân gì Ngay cả cơ hội được chết không bệnh tật cũng đều không có Người xưa nói ngủ phúc Con người có năm cái phúc Phúc lớn nhất chính là được chết tốt lành Gọi là thiện chung tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ vẫn thỉnh thoảng nghe được một vị trưởng giả nào đó đang ngủ thì lìa trần rất an tường đến sau khi tôi học cấp 2 thì dường như không còn nghe thấy ai nói này nữa bởi vì chúng ta thường hay chế giễu người thường hay tổn người để lợi mình cho nên tâm tư của chúng ta hết thể đều dùng vào việc hại người khác tâm niệm này vừa khởi thì ai là người tiếp nhận tâm niệm này đầu tiên là chính mình cho nên trong đầu óc thường hay hỗn loạn khi sắp chết đầu óc thì hỗn loạn mà thân thể thì yếu ớt vậy thì, thì tâm trí có thể thanh tịnh được hay không thanh tịnh không được cho nên rất khó có được thiện chung tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục việc lợi người thì mới lợi mình tổn người thì tuyệt đối sẽ cũng tổn mình xin cảm ơn mọi người